Đấy, về cái ngành kỹ thuật máy tính này thì nó sẽ thiên về là gì? Nó có rất là nhiều cái hướng đi. Ví dụ như là thứ nhất nó thiên về nhiều nhất là thiết kế và lập trình nhúng. Thiết kế và lập trình nhúng. Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là như lúc nãy, tức là mình sẽ lập trình cho một con vi điều khiển này. Đấy, lập trình cho một con vi điều khiển này và nó sẽ thực hiện các chức năng. Ví dụ bây giờ nhá, đề bài thực tế là gì? Đề bài thực tế là ví dụ mình muốn đo cái tia UV ở ngoài trời, được chưa? Nó đi đo cái tia UV ở ngoài trời. Thì bây giờ lập trình nhúng có nhiệm vụ là gì? Nó sẽ dùng vi điều khiển này. Đấy, nó dùng vi điều khiển này lập trình để đọc được cái này. Và để đọc được cái này mình cộng thêm một cái nữa là mình dùng các cái con cảm biến. Đấy, dùng các con cảm biến. Con cảm biến sau đấy mình giao tiếp với cái thằng vi điều khiển này. Sau đấy mình sẽ hiển thị ra kết quả. Thì đấy gọi là lập trình nhúng. Thứ hai là nó cao cấp hơn, tức là mình chỉ đơn giản là mình thiết kế một cái mạch đấy. Thiết kế một cái mạch dùng vi điều khiển và mình sẽ lập trình các cái bài toán thực tế. Đấy, lập trình các bài toán thực tế và mình phải thiết kế được cái mạch đấy và mình lập trình. Còn mình muốn cao cấp hơn, tức là nó hiện đại hơn, tức là cái ngành hot hiện nay là IoT. IoT thì mình sẽ như nào? Tức là mình chỉ dùng một cái app ở trên điện thoại. Đấy. Mình dùng một cái app ở trên điện thoại này. Đấy, ví dụ mình dùng một cái app này đi. Vẫn là cái bài toán đấy. Vẫn là cái bài toán này. Nhưng mà nó sẽ dùng cái điện thoại này để mình cái điều khiển cái thằng vi điều khiển này. Đấy, mình điều khiển vi điều khiển này. Và muốn điều khiển được thì mình lại phải học thêm một cái nữa, đấy là cái kit wifi. Đấy, đây gọi là kit wifi. Kit wifi để làm gì? Tức là nó để làm sao mà cái thằng điện thoại này này nó nhận được cái thông tin. Đấy, kit wifi là nó sẽ giao tiếp với điều khiển này, sau đấy nó sẽ đẩy cái dữ liệu lên một cái địa chỉ nào đấy, và trong cái điện thoại này này, cái ứng dụng này này, nó sẽ kết nối với cái địa chỉ này đấy để nó điều khiển con vi điều khiển này. Đấy, hiểu đơn giản là thế. Thì kỹ thuật lập thiết kế và lập trình nhúng nó sẽ, nếu mình học cao lên thì mình sẽ làm IoT. Đấy là một ngành, được chưa? Đấy là IoT. Thứ hai là mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm lập trình web hoặc là lập trình app. Lập trình web là gì? Tức là mình sẽ thiết kế các web ở trên mạng ấy, hoặc là mình thiết kế cái app trên điện thoại di động. Thì cái này mình sẽ học thôi. Thứ ba là mình sẽ làm về cái bảo mật, và mình sẽ làm kiểu giống hacker ấy. Yeah. Bảo mật đấy thì ba cái này đơn giản là vậy thôi, ba cái này. Còn để mà làm tốt được thì phải là gì? Thứ nhất là mình phải có lập trình C cơ bản cộng với nâng cao, đa số là nâng cao này, cơ bản. Cái trên trường mình học chỉ là cơ bản thôi, nâng cao thì mình phải học ở ngoài. Nâng cao lập trình C cơ bản này đấy. Thứ hai là mình phải có cái mình phải học những cái con vi điều khiển, mình học lập trình các vi điều khiển. Bởi vì vi điều khiển như lúc lại nói thì nó sẽ có những cái điểm chung, ví dụ như là đều có gắt ngoài này, timer này, USART này, hiển thị ra LCD này, rồi ADC đấy, nó sẽ dùng các cái nó sẽ dùng các cái chức năng đấy nó để kết nối, ví dụ với các con cảm biến hoặc là dùng các cái wifi để lập trình IoT. Đấy, lập trình C này. Thứ hai là mình sẽ lập trình các cái con vi điều khiển này thật tốt. Vi điều khiển gì? Thứ nhất là 8051, cái môn kiến trúc máy tính và vi xử lý ấy. Cái này là cơ bản nhất. Thứ hai là mình sẽ lập trình vi điều khiển PIC. Đấy, PIC. PIC thì có các con PIC, ví dụ là 18F4520. Cái này thì lên năm 3 sẽ học, học kỳ 2 của năm 3 sẽ học. Hoặc là PIC 16F8847, 8847 hay là gì ấy. Đấy, XB16 lên mạng tra là có. Với cả con STM32. STM32. Đấy, ba con này cơ, học trước ba con này. Muốn học được lập trình muốn lập trình được ba con vi điều khiển này thì phải có lập trình C. Đấy. Vi điều khiển này ba con này. Khi mà mình lập trình được ba con này rồi, giờ khi mà mình lập trình ba con này rồi thì mình sẽ làm gì?
theo mình sẽ một đấy, rồi mà lập trình được ba con này mình sẽ làm gì? Thứ nhất là mình sẽ tham gia nghiên cứu khoa học để làm gì? Để mình tạo ra các cái dự án, tạo ra các dự án để làm gì? Để khi mà mình đi xin việc ấy, khi mà mình đi xin việc nó sẽ có cái, nó sẽ có cái gọi là hồ sơ ấy, hồ sơ tốt tốt để mình xin công ty đấy. Thứ hai là mình sẽ có kinh nghiệm đấy. Công ty đi ra xin việc thì công ty nó sẽ yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là 1 đến 2 năm, nhiều nhất là 3 năm đấy, đối với sinh viên ấy. Đấy, công ty xin việc của công ty. Thứ hai là hướng thứ hai là mình đi xin thực tập. Xin thực tập luôn ấy, không phải đợi đến năm cuối đâu, bây giờ thực tập càng sớm càng tốt. Tại vì cái này có nhiều cái để học. Học để học được ba con bích này cũng học hơi nhiều ấy. Xin thực tập như nào, các công ty nó sẽ tuyển các thực tập sinh đấy, mình cứ đi vào học không biết thì người ta sẽ dạy đấy, học trường sau mình sẽ có cái kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm sau ra trường nó yêu cầu kinh nghiệm thì kinh nghiệm ở đây đó, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học này, kinh nghiệm đi thực tập này đấy. Thì bây giờ còn 2 năm thì cố gắng là thứ nhất là đi nghiên cứu khoa học, thứ hai là mình đi xin thực tập. Dịch này thì ở nhà học cái này đấy, học kiến thức trước, có kiến thức thì đi nghiên cứu khoa học được, đi thực tập được dễ hơn. Đi thực tập đấy thì có kinh nghiệm, còn 2 năm nữa thì cố nốt là mình phải tạo ra cái kinh nghiệm. Thứ hai là mình phải có tiếng Anh. Tiếng Anh nó quan trọng đấy. Nói chung tại vì tại sao người ta vẫn nghe là tiếng Anh nó quan trọng, nhưng mà tại sao mình không học? Đấy, tại sao mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình không học tiếng Anh đi? Tại vì đơn giản là người ta nói nhiều mình nghe nhàm đúng không? Mình cũng biết là người ta nói nhiều thành quen này, nói nhiều thành quen. Quen tức là gì? Quen tức là nó thành một cái việc gọi là biết rồi, gọi là tao biết rồi. Tức là trong cái đầu mình nó vẫn nghĩ là tiếng Anh nó quan trọng đấy, nhưng mà mình vẫn không học đâu. Hiểu không? Tức là nó nói nhiều ấy, mình cũng biết là thế rồi nhưng mình không học đâu. Mình coi nó như là kiểu thôi thì sao học cũng được đấy, nhưng mà thực sự tiếng Anh nó quan trọng đấy. Tiếng Anh tại vì sao, đối với cái ngành tất cả các ngành y tế hoặc là cái ngành liên quan đến y tế thì tiếng Anh bắt buộc mà một có tiếng Anh, thứ nhất mình phải học giao tiếp, nhất là phải học giao tiếp, hai là sau đấy mình mới học lại cái bằng để xin vào công ty đấy, học bằng OX hoặc là IELTS để mình xin vào công ty. Thấy chưa? Đấy thì đấy là tất cả các cái gì mà nó liên quan đến cái ngành của mình, hiểu không? Tôi đi